con chào chú Tám hay chú Tám. Mấy con cũng nghe nói là chú Tám thời gian qua mấy năm nay là có bỏ số tiền ra rất là khủng, nghe nói lên cũng hàng tỷ đồng đó, để giải cứu những con trâu con bò. Là như thế nào chú Tám? Bởi vì chú thấy như mà các loài động vật theo lời Đức Phật nó nói đó, nên mình phải mở rộng cái lòng từ bi ra, tất cả không có phân biệt loài nào chứ, tất cả muôn loài loài nào cũng sống, hoặc hai chân hoặc bốn chân, mình cũng sự sống của nó mình cũng phải giúp đỡ vì sự sống đó. Nên chú Tám mở rộng cái tâm từ bi ra đón rước, không có phân biệt loài nào chứ á, bởi vì mình với nó cùng chung một, bởi cùng chung muôn vật một nhà đó, ta là anh chị, chúng là đàn em. Mình khôn hơn, mình phải xét xem khi đàn em lâm nạn thì mình phải đua chen giúp giùm, khi lâm nạn thì chúng nó cũng bơ vơ biết gì đâu. Nên Đức Phật kêu mình mở rộng cái tâm từ bi ra đón rước, trên dưới trong ngoài, hoặc hai chân hoặc bốn chân, thì chú Tám làm những theo lời của Phật nói đó. Chứ thì nó cũng có công với người đời, mà nhiều khi mình chỉ mạnh mình hiếp yếu cũng tội nghiệp nó. Nhưng mà vì cũng vì miếng ăn không, ăn người ta rồi thấy gì chứ cũng đau khổ, sự đau khổ cho người ta. Rồi thành thử ra chú Tám nghe lời Phật thì nó, chú Tám mở rộng ra, chú Tám đón rước ở chân, chú Tám không nghĩ chân, chú Tám chỉ hy sinh luôn cuộc đời đó, chứ không nghĩ gì tất cả chân á. Cũng như là con nghe nói là cũng như chú Tám mấy con trâu hay mấy con bò gì đó là chú Tám đến cái mấy cái lò mổ là chú Tám mua về để mà chú Tám nuôi đúng không? Đúng, mua về đó coi như cứu cho nó sống đó. Rồi chết thì đem chôn chứ không có nghĩ gì trơn á. Rồi giờ cho con hỏi thêm với chú Tám. Con cũng nghe nói đó là phía trong chuồng bò của mình đó. Thì chú cũng mở là kinh, mở giảng để cho những con bò nó nghe. Thì sự thật đó là như thế nào là chú Tám? Bởi vì mở cho nó nghe đặng mà nó hộ niệm tập theo cho nó niệm Phật, đặng mà tới ngày nó giảng sanh được, nó chết thì nó về cõi giới cảnh giới bên kia, nó không còn mà mang kiếp trâu bò nữa. Tám cũng nghĩ như nó là như con người mình đi, nếu mà không tập cho nó biết, mình cũng phải tập cho nó, luyện cho nó, đặng mà nó học hỏi theo, bằng chết nó cũng giảng sanh. Bởi vì Đức Thầy có nói đó, tiên phàm ma quỷ súc sanh gì cứ tu, chỉ kiếp chót này đi về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương rồi hướng kiếp này thôi là rồi dứt phát rồi, đâu còn nữa đâu. Thành thử ra chú Tám mới tập cho nó, đặng cho nó hiểu biết thôi. Thành thử ra chú Tám có bắt máy niệm Phật nữa đó. Chú Tám cho con hỏi là ngoài cái mà mình giải cứu trâu và bò, chú Tám còn giải cứu những cái con vật nào khác nữa không? Tôi coi như chú Tám sống đây không phân biệt loài nào chứ, bởi vì tất cả muôn loài loài nào nó cũng muốn sống chứ, đâu phải mà riêng biệt trâu bò không đâu. Bởi vì mình mở rộng cái tâm từ bi rồi, bởi vì mình nghe lời Phật thuyết á, nên mình phải mở rộng hết tất cả, không có phân biệt loài nào chứ, loài nào nó cũng, cũng như là sống những ai mà muốn cũng như là đi ba cái mấy con vật như con chó mèo rồi đó, người ta giải cứu mà có thể đem đến đây để chú Tám nuôi được không chú Tám? Được, cũng được luôn, không phân biệt mà chú Tám. Bởi vì bởi vì mình biết sự sống mình rồi, mình phải tôn trọng sự sống muôn loài, mà nếu mà mình không mở cái tâm từ bi ra, không có nương vào nhau rồi chỗ đâu nó nương tựa vào đây, phải không? Nên chú Tám phải mở rộng ra hết, thử ra không có phân biệt loài nào trơn. Cái diện tích mình nuôi những cái con vật đây là khoảng bao nhiêu chú Tám? 7 công. Là để cho nó ở với làm trại chuồng cho nó ở hết là 7 công. Còn phía bên sông là nếu mà chặt quá thì sau này dời qua bên sông còn bến mấy chục công nữa. Đất nhà không đó. Bởi vì chú Tám ở đây là chú Tám còn là 50 công nữa đó. Nghe nói là chú ngày xưa là giàu có lắm hả chú Tám? Giàu có lắm chứ, gạch ở này mà nếu này nếu mà chú Tám mà ăn mà nếu gạch này nguyên cái xã này chứ chưa thua nào, sự tính toán chú khéo lắm đó. Sau khi cái sự việc như là chú Tám là cứu những con vật đó, chú Tám cũng như có suy nghĩ như là như thế nào, cũng như là mình làm công việc này hả chú Tám? Chú nghĩ bây giờ mình có của mà mình không biết mà tôn trọng sự sống của muôn loài, bây giờ giàu có rồi mình chết rồi cũng bỏ của bơ vơ à? Thì ta làm phải chuyện thơ, ta nhắc đời, chứ bây giờ mình chết rồi có đem được theo gì đâu. Mình nghĩ chú Tám làm công việc này nè, có như là người thân, người nhà có ủng hộ chú Tám không? Không có ai ủng hộ đâu, chỉ mà nói chung ra người ta đi tới đâu, người ta cũng nói chú Tám người khùng, không cho trong gia đình cũng không ai thích việc này đâu. Tại vì chú Tám có cái tánh bản lĩnh để mà làm việc này thôi, chứ nếu mà sống chung trà trộn không có làm được việc này đâu. Chú Tám có thể chia sẻ cho con chút được không, như là chú Tám bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 62 tuổi rồi. 62 tuổi
À, chú có gia đình chưa? Có rồi, một vợ bốn con, mà cũng không có thuận cảnh gì trơn. Cũng như gì là mấy đứa con của chú có thường vô đây không? Không đâu, nó không có thuận cảnh. Có giàu có lợi đi chăng nữa, cái chuyện này mà nói chung ra gia đình cũng không đồng ý, mà người ngoài ta cũng chửi khùng điên không chứ. Ta đâu có chấp thuận vụ này đâu, ta nói cứu người sao không cứu mà đi cứu các loài động vật. Ta không đồng ý, ta nói ta dựa vào ta nói vật dưỡng nhân mà trong giáo lý Đức Thầy có để vật nào dưỡng nhân không. Mà chỉ cái người phàm phu dựa vào đó để nói để nghe thôi, còn mình muốn chống đối chi vậy. Thì chú Tám phát tâm á, phát nguyện á, chú Tám làm cái công việc này đó như là có vợ có con rồi, có để là tài sản cho con cái mình không? Nên nói chung ra tên tuổi chú Tám thì đứng đó, mà bây giờ ruộng thì chú Tám để cho Mần đó, mà khi Mần đi rồi chừng nào mà chán đời thì bỏ lại cho chú Tám, cho chú Tám biết sao giờ. Để đó chú Tám mà làm công việc cũng như là ở đây là mở cái trang trại để cứu những con vật như là trâu bò trước mắt. Rồi, đủ loại con hết không phân biệt, còn mấy hầm cá bên kia nữa kìa, rồi ô gà ta đem lại tới gà thịt đó, mà nếu mà chú không nhận rồi chỗ đâu nó nương tựa phải không? Bởi tất cả Đức Phật nó tất cả nương vào nhau mới có mặt, mà mình không cho nó nương đây rồi chỗ đâu nó sống. Dạ, nhưng chú có thể ước tính cũng như là những cái con vật như là trâu bò cứu đó. Bao nhiêu con rồi chú? Bây giờ bây giờ trong trang trại mình có bao nhiêu con? Bây giờ nó lên tới mấy chục em rồi. Em rồi hả? Số lượng lớn luôn, không được tả nổi đâu. Bây giờ nó còn mua, nó còn phượng bên ăn mạch á, nó về nó tiếp tay, nó còn dự hướng nhỏ này biết gành nè. Rồi cho con hỏi thêm cái này coi chú Tám. Thì mua trong loại sắc xanh á. Thì tổng cái số lượng mà chú Tám chia sẻ cho tụi con biết á là tổng số lượng trâu và bò là lên đến là vài chục con. Nhưng mà cái nguồn tài chính á từ trước tới giờ đó thì chú Tám có thể chia sẻ cho tụi con biết đó là khoảng bao nhiêu tiền trên đó chưa chú Tám? Cái vốn thì còn phần của Tám không là cũng mấy trăm triệu mà mười mấy năm nay đó, còn phần Phượng mới đưa qua cũng mấy trăm nữa rồi đó, còn cái tiền ăn hàng năm á thì chưa tính, mà nó thì cưng tính đi, mỗi một ngày vậy là nó ăn bình quân là trên 150.000 đó. Rồi mà chú Tám phải đi cắt cỏ lặn lội đó, rồi cưng tính đi, còn một ngày nào mà không đi cắt cỏ nó ăn ngày có 300.000 tiền gom đó. Thời cưng tính lại, cưng tính hàng năm cộng ra 10 năm coi nó lên con số nhiêu. Đây là gom là mình mua đó hả chú? Mua mướn người ta máy cuộn rồi đem về đó. Vậy có ai chăm hộ chú Tám không? Nói chung ra có anh Tám thôi, còn Phượng nó mua vô đây thì có anh. Chứ cái vấn đề này nếu mà một người đứng vô nữa ta không dám đâu. Bởi vì cái cực khổ này không có ai chịu đựng nổi đâu. Bởi vì không có cái tâm là không có thế nào mà vô đây chịu đựng nổi. Thấy thứ nhất là mình nuôi cái trâu bò này nè, cũng là phải có cái bản lĩnh dữ lắm á chú. Tại vì mình phải dọn dẹp chuồng trại phải rất là nhiều nữa. Cực khổ lắm chứ. Xử lý tất cả hết. Thứ nhất là mình phải xử lý chỗ ăn, chỗ ở, rồi phải vệ sinh. Vệ sinh chuồng trại nữa. Vệ sinh chuồng trại cho những con trâu, con bò. Bên đây là trâu hay bò chú? Có dân mùng gì đó không? Mùng nè, bên đây bò đen, còn trống, bò trắng, đủ bò chân á. Nói chung ra cái số lượng ngày nay, bây giờ lên cái số lượng cũng mấy chục con rồi đó. Công nhận chú Tám ha, thương con vật cũng giống như con người. Nghe nói chú Tám nghe mấy cái con bò và con trâu mắt đó, chú Tám cũng làm phẫu thuật cũng giống như là con người luôn á chú Tám. Có làm y gan như con người vậy đó mà. Chia sẻ cho con biết được không? Được. Thì hồi nữa đi vòng ra chú Tám cũng chôn cất dựng mộ bia đồ ngày ngày chết đồ đàng hoàng luôn. Mà mộ bia thì không có tiền, tiền của ông Phượng bên ăn mặc bên nó xuất gia nó dựng mộ bia đó. Cũng như là cũng là tiền của Mạnh Thường Quân ủng hộ chú làm. Coi như Tám cũng không có tiền lo hết nổi rồi, bởi vì nửa đêm mà có mấy bé là mắc rồi kia là để chôn cất này kia rồi. Chôn rồi. Cũng để mộ bia đầy đủ chân ha. Theo như mà tụi con đến đây, tụi con mà cảm nhận được á, theo bản thân của con nha. Còn mấy anh em á thì không biết có giống như cái cảm nhận dưới con hay không ha. Thì con bước vào cái chuồng của chú Tám nè chú Tám. Đó thì hiện giờ cũng rất là có rất nhiều là những con bò đủ màu. Đủ màu. Nhưng mà đặc biệt nó không có bị hôi. Nó không có bị hôi như những cái chuồng khác đó, bởi vì nó có một cái đặc điểm rất là lạ. Nó lạ rất là lạ nha chú. Chắc cho chú vệ sinh hàng ngày luôn hả chú? Nói chung ra cũng không có vệ sinh gì cho mấy, bởi vì chú Tám đâu có khả năng mà nuôi thịt đâu mà cho nó ăn thức ăn với cám này nọ, cháo đồ này nọ, ta nuôi thịt á, ta cho ăn thức ăn cám này nọ, muối đồ đang ta lấy thịt. Mình ăn chủ yếu là cỏ không đúng không? Đúng, ăn cỏ với gom không, đang ăn lấy sống thôi. Sống coi đời chơi chứ bây giờ mà mình đâu phải nuôi thịt gì nó hôi lắm, không nổi đâu. Dạ, chỉ là cỏ ha, cỏ thôi, gom cỏ được thôi. Khi mà bước chân vào cái chuồng của
của mà chú Tám là giải thoát những con bò này đó, giải cứu những con bò này chứ. Thì cái mùi là không có cái mùi thứ nhất, thứ hai nữa là cái chuồng trại rất là sạch, đó, nó không có mùi hôi, mùi khai gì hết. Một con bò như vậy là giá trị bao nhiêu tiền chú Tám? Chú mua lúc đó là một con đứng đây ta mua thịt đó, chuột ra như vậy là một con này hai mấy triệu, con kia mười mấy triệu, 18-19 triệu, nhưng cặp này mua một cắn mà 10 năm nay là 40 triệu đó. Chú Tám có thể là con đó ngoài không, chú dẫn cho con vô trong tận mắt cho mọi người thấy. Đây nè, bước vô đi rồi thấy đi tự do đi, nó không có hết trơn á. Mình đâu có làm gì nó phiền phức đâu mà nó quán hận mình. Thôi mình đi đường ngoài đi chú ha. Đi đi thẳng qua luôn, đi đi thẳng qua bên kia, đi ra đường Châu luôn, không sao đâu, đi đi. Hiện khó à, mình đâu có gì đâu, nó phản nó đôi nào nó thấy ghê không? Đôi nào nó thấy ghê không? Cái này là chú đang để máy máy niệm kinh máy niệm Phật luôn. Không à, phân phân bò này sạch lắm, không có sao chân, tại nó ấy chơi bữa đó mà nó ra ngoài đồng nó giỡn chơi, nó đụng lộn như là không có mùi hôi luôn. Nó phân bò này nó sạch dữ lắm á, không có hôi hám chân, thấy không? Không có mùi luôn, không có mùi, nó đâu có ăn đồ độc đâu mà ở độc. Những con bò khác, những cái chuồng khác nó rất là hôi. Nó rất hôi. Đặc biệt là đây không có mùi hôi. Giống như có cái mùi gom thôi. Trong đây có mùi gom thôi. Đúng rồi. Đây nè, bò này đứng khỏi đầu, nếu nó đứng lên trên là khỏi đầu đó. Bò này hồi bắt nó tới giờ về nó không có bún đá cho mấy con này nè. Con này là chú nuôi bao nhiêu năm rồi chú? Bò này nuôi mua tính ra hàng chục năm hết rồi đó. Hàng chục năm rồi. Chứ người ta nuôi thịt thì giáp năm người ta đưa lên đường hết rồi, chú Tám nuôi cả hàng chục năm. Chú ha, có cái tấm lòng cao cả, từ bi, cứu những cái con vật trong từ cái lò mổ để mà chú nuôi. Hiện tại bây giờ là cũng mười mấy năm rồi, con bò như thế này là anh chị cũng đã thấy rồi ha. Rồi đi ra ngoài luôn chút ha. Cái tấm lòng của chú đó, nói chung là chú làm đó, thì bà con bên ngoài ta nói là chú như là không được bình thường á, không được bình thường. Thì mỗi người mỗi ý ha chú Tám. Quan trọng là chú vui được ha chú Tám. Vui được rồi đó, lội nó về đó, còn đàn trâu đâu không biết. Bởi vì tụi con mới tận mắt chứng kiến được thấy cái chú Tám có tấm lòng từ bi. Quá trời tốt chú Tám ơi. Con rất là nể phục chú nha chú Tám. Ơi, chứ không phải là cái mộ bia của con trâu nằm chỗ nào vậy ông Tám? Đây nè, mộ bia của con trâu đây nè. Bên ngoài những cái mộ bia chú trâu, chú bò như thế nào đó, giống như tục lệ như con người ha, mắt là chú. Trâu là trâu, trâu xe là sao chú? Châu đặt châu tên xe. Châu xe đó. Đây là mẫu bia của chú Châu. Châu này mắc là 23. Thôi thôi. 23 tháng 3 2023. Cái ngày nói chung là nó số 3 không đó chú Tám. Giống như là mình chôn xuống đây hay là mình thiêu chú? Chôn. Chôn. Pháp danh nó là gì chú Tám? Châu xe đó. Châu xe hả? Châu xe tên khác hả chú Tám? Ôi. Ở đây có tổng số bao nhiêu ngôi mộ của mấy chú Châu rồi chú Tám? Đây chôn em Châu còn bến em bò nữa. Đâu chú dẫn chú qua cho con coi cái mộ. Cái mộ bia của chú bò coi. Châu xe này lúc đó là mệt mắt hay là sao chú Tám? Bệnh bởi vì nó giật điện á. Đem giật điện rồi chú mua lại có 4 triệu rồi, cứu nửa tháng mà nó khóc bằng đêm la làng la sớm không à. Trời ơi. Chú. Rồi nó mới trị hết. Chú chị... cứu trong lò mổ ra đó. Rồi nó khóc lên đâu nửa tháng rồi. Khóc nửa tháng luôn. Rồi nó không ăn mà nó chết luôn đó. Còn mấy cái này là mấy cái gì chú? Mấy cái này con Phượng ở bên Đăng Mặt nó về nó mua đồ, nó cắt chuồng trâu của nó nè. Rồi để đây nè. Cái chuồng gì nhỏ xíu là có mỗi một cái một con hết chú? Nó nói một cái hai con thì cãi nó cái nhỏ, hai con nhỏ xíu làm sao hai con được, cãi nó nói hai con. Đất nhà của chú luôn ha chú Tám? Đất nhà. Con thấy cái này hai con vô chắc nó hơi tại bị chật. Chú Tám tuổi cũng đã lớn nè. Chú Tám có ý định như là sau này có bàn giao lại cho con cháu không? Cái nghề này chắc không ai nhận nghề này đâu. Đó, bây giờ chỉ có nói bây chung giờ là chú suy nghĩ đến là cuối đời của chú thôi ha. Cuối đời thôi, còn Phượng nó cũng nói vậy đó, bởi Tám nói với Phượng nó gắng sống tới 100 ngoài tuổi đi đặng lo đàn em này chứ.
Nếu mà mình không được trăm ngoài tuổi rồi đàn em chết, ai không có nhận cái số này đâu. Bởi vì không có ai nói tiếp cái ước mơ của chú Tám là à, bởi vì thế giới này chú, có buồn không chú Tám? Cũng không buồn đâu, cũng vui á, vui lắm á, vui thiệt á. Cái đời chú là chỉ cứu được vậy thôi chứ. À, rồi với hai nữa vui lắm. Bởi vì nếu mà mình không mở cái tâm từ bi ra theo lời Phật đó, thì thành thử ra đâu có con của Phật được, phải không? Chú giới thiệu là bên đó đó chú. À, đó là đó. Cái chỗ mà an táng là chú bò ha. À, an táng chú bò đây. Dạ. Yeah. Trời ơi, lạ lĩnh cái miền Tây ha. Điều rất là đặc biệt luôn, có chỉ có chú Tám thôi. Nghe cả nhà. Đó. Miền Tây nha. Độc lạ nhất Việt Nam luôn nha. Có cái tâm nó mới làm được chuyện này thôi nghe chú Tám. Đó. Bỏ công bỏ sức rồi bỏ tiền ra mua, bỏ tiền để mà giống lắm đó là của cái đuôi con bò đó. Mới bỏ lại cái đuôi con bò đó. Là cái chỗ có phần mộ chú bò này ha. Bò này để lúc trước con qua đây ha chú Tám. Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật bò xe. Mất ngày 19 tháng 11 2023. Bò xe hả? Tên cũng như là ấy ha. Chú Tám cho con hỏi chú Tám. Cái trên này là cái gì chú Tám? Cái đó là cái lông bò đang cắt lại để làm kỷ niệm đó. Vậy là chú Tám phía bên đây là chú bò xe nằm. Chú bò xe. Vậy bò là xe. Chú ngày nào chú cũng thắp nhang hay sao chú Tám? Có khi khỏe trong mình thì đi thắp nhang, mệt thì thôi. Vậy mỗi năm vậy chú có làm dỗ cho chú bò xe này không? Mới bắt hôm tháng 11 rồi nè. Chú định cũng như là tới ngày dỗ chú cũng làm giống như con người không? Cũng là mà con Phượng có tiền về nhưng mà hổng ăn sinh nhật, còn tiền của nó xuất ra tại vì nó đi cho tới chú Tám không có tiền đâu làm được chú dỗ. Chú Tám cho con hỏi là có trong đây là có con bò hay con trâu là trị bệnh cho chú Tám hay sao? Nói chung ra bây giờ bữa hổm thì một con nhà mà giờ thêm con của con Phượng mới mua về nữa, nó cũng đấm bóp, nó cũng liếm cho chú Tám xa tha bóp gì đó, cũng như con người đấm bóp gì đó, thêm con nữa hai. Đó, nói thật gì đó. Là chú Tám ơi, thì theo sự chia sẻ của chú Tám đó, thì cái chú hai chú bò mà chuyên để mà trị bệnh khi là hoặc là mà khi chú Tám lúc mệt mỏi đó, là hai chú bò đó có ở đây không chú Tám? Đi đồng ăn chứ nó chưa gì à. Đi đồng thì khoảng mấy giờ là hai chú bò đó mới về chú Tám? Tới chiều tối nó mới về. Dạ, chiều tối ha. Chú Tám cho con hỏi như là mấy chú bò này. Châu là chú nuôi nè, hiện tại bây giờ nè. Đó thì nó gặp chú nhiều khi nó có như là có cái hành động nó vui hay là nó buồn chú Tám? Thấy nó cũng vui á. Bởi vì có chỗ nó nương tựa được rồi, nó đâu có gầu buồn ai sát hại nó nữa đâu mà nó ấy. Có mấy con trâu nè, chiều rồi tối sáng rồi mà nó lại đây nó phá đó chú Tám tứ cây nè, chú Tám nói nó lại đi chỗ khác nó không có phá đồ. Biết nghe chứ. Biết nghe ha. Hiện tại giờ con thấy ở bệnh có hai chú rồi, chú Tám đứng đây gọi về được không? Nè hai chú đó rồi. Chú Tám gọi thử coi. Tám không đó. Đó hai chú bên đó đó ha chú, chú Tám. Còn đây là nguyên cái chỗ mà chuẩn bị để mà nuôi bò nè. Hiện tại bây giờ nguyên cái khu bên đó có chú. Hỏi một tí ha chú Tám, những cái lò mổ có thể là những cái chỗ mà chú có duyên đó, tới liên hệ đến anh em rồi liên hệ đến chú và chú có giải cứu những chú bò, chú trâu hoặc là mèo và chó rồi không chú Tám? Coi như có thể giúp được nó được hết á, rồi không thắng cho nó sống đi rồi từ từ rồi mình mới tính nữa. Chứ bây giờ nếu mà không nhận rồi chỗ đâu nó sống. Nên mình phải mở rộng cái tâm ra rồi không đón rước chỗ đâu nó nương tựa. Thì bởi tất cả chú Tám cũng đọc cái số điện thoại của chú Tám đi, nhiều khi á ai mà muốn cũng như là muốn liên hệ với chú để mà nhờ chú giúp đỡ gì đó, giúp đỡ mấy chú chó đó, mèo đó. Châu bò ví dụ gì đó, nếu là trong tầm tay có khả năng của chú Tám thì chú Tám được duyên thì chú Tám cứu vớt hay sao chú Tám? Ví dụ như mà có thì chú Tám cũng mở tâm rộng lớn ra để giúp đỡ cho sự sống cho nó. Chứ biết sao giờ, chứ mình không giúp đỡ chỗ nào nó sống. Rồi giờ chú Tám mà đọc cái số điện thoại chú Tám. Nè, nói cho nhỏ này đọc giùm đi chú Tám, cô không gành nữa. Đọc đi cưng, chú Tám cũng đâu gành số đâu, dốt muốn chết, nhỏ này đem lên tới nó dạy gì thôi chứ con không gành. Cho số có làm phiền chú Tám không? Không phiền rồi. Đâu. Không phiền ha. Không phiền. Nhiều khi những người ta điện, nhiều khi chú Tám bắt công việc lo chú bò chú trâu nè. Nhiều khi không nghe thôi chứ nghe, nếu mà có điện lời mình cũng phải nghe chứ không cố chấp những gì chứ, nói hiểu không? Bây giờ giá tỷ có bao nhiêu chú chó thì chú Tám cũng nhận hết ha. Đã vừa rồi con cũng ngoài kia cũng có mấy con á. Chú chó cũng đang bỏ hoang.
là cũng như là cũng cầu cứu đi tìm cái chỗ nào cho an tâm để mà có người nuôi dưỡng. Mà hôm nay con gặp chú gì nè, chú có nuôi trâu bò không, đâu có nuôi chó đâu. Nói ngay cũng đủ muôn loài chứ. Rồi chó chú định nuôi ở đâu? Cũng thả ra gông nè, nó sống tự do nó đi, rồi cho nó ăn, rồi nó ở không ở nó đi. Vậy thôi chứ chú Tám biết. Chứ không có làm chuồng giống như là mấy chú trâu, chú bò. Không, bởi vì hàng nó đi hàng gông mà. Rồi cũng như là mấy con thấy mấy cái chuồng này hơi mà cũng hơi chặt rồi, mà đủ cho mấy chú bò mấy chú trâu chú ngủ không chú Tám? Này hả? Hay là tự nó sống lang thang ngoài này? Không có, nó về chứ đâu lang thang được đâu. Về chuồng nào nó ở theo chuồng nấy. Cho con hỏi thăm thêm chút nữa ha, những cái nguồn thức ăn cho trâu bò đó nơi này đó, những cái lâm cuộn như thế này là chú mướn là người ta làm bán lại cho chú hay sao? Thì chú mướn cuộn mười mấy ngàn người nhân công đây, mấy người này bằng thì giác cuộn 4 rữ đó, thì giác lên thảy rồi máy cuộn mười mấy ngàn người đồng, rồi chú mua đất á, mua mỗi lần mấy trăm công lần. Rồi cả nhà mình là có liên hệ với chú Tám ha, thì qua số điện thoại nha 0899 920 517 nha. Thì Toàn Lê sẽ nhắc lại một lần nữa số điện thoại của chú Tám cho quý cô chú anh chị mình được nghe ha. Thì số điện thoại của chú Tám là 0899 920 517 nha. Rồi con cũng bây giờ ha chú Tám, bây giờ cũng nhờ chú. Rồi tụi con cũng cảm ơn chú Tám nhiều. Mà mấy cưng mà có lòng đi như vậy á, các loài vật coi như nó không còn giảm cái số của nó chết nữa thì nó cũng mừng mấy cháu lắm đó, mấy cháu làm gì cũng được phước lắm. Cầu chúc cho mấy cháu làm gì đi sống thọ tới 100 tuổi. Cảm ơn chú Tám nghe. Dạ chúc chú Tám mạnh khỏe để cứu giúp những cái loài vật tiếp theo ha. Nếu mà mấy cưng không làm gì tất cả trên mọi người sao biết cái chuyện mà như vậy để mà người ta dừng lại phải không? Dạ.